chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết Đồng Vũ ngày 8 tháng 9 trên kênh VTC 14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, do ảnh hưởng của đới gió đông nam thổi từ biển vào nên sáng sớm ngày hôm nay ở các tỉnh khu vực phía đông Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, tuy nhiên lượng mưa không nhiều, chỉ phổ biến trong khoảng từ 5 cho đến 10mm. Và đến trưa nay thì một số nơi tại các vùng đồng bằng đã xuất hiện mưa dông với lượng lớn như tại Hưng Yên 68mm, Văn Lý 136mm và tại Thái Bình là 72mm. Đêm nay thì các tỉnh phía đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với nhiệt độ trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Do mưa chỉ kéo dài đến sáng sớm nên ngày mai nắng sẽ xuất hiện từ sáng và nhiệt độ tại các tỉnh khu vực phía đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng 29 đến 31 độ, một số nơi trên 32 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 31 đến 33 độ, một số nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vào ngày mai mưa giảm và trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ trong khoảng 29 cho đến 31 độ. Mặc dù mưa đã giảm nhưng mà bà con vẫn cần thận trọng với hiện tượng sạt lở đất rất nguy hiểm có thể xảy ra. Vâng, thưa bà con, sau đây mời bà con cùng theo dõi phần dự báo trong đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông, với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 21 đến 24 độ, vùng núi cao từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau giảm mây trời nắng, với gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ với độ ẩm trung bình từ 80 đến 88%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi có mưa rào và dông ở một vài nơi, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ với độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ với độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, với gió Tây Nam mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, với độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thưa bà con, đồng bằng sông Cửu Long là vựa hoa quả lớn của cả nước với nhiều loại cây ăn quả khác nhau. Việc thu hoạch cây ăn quả tại đây diễn ra liên tục và vụ cây nọ, gối, vụ kia. Vì vậy, phần thông tin nông vụ chúng tôi sẽ tư vấn với bà con một số biện pháp chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch. Trước hết là kỹ thuật tỉa cành tạo tán. Đây là kỹ thuật không thể thiếu nếu muốn có năng suất và sản lượng vụ sau. Tiến hành tỉa tán làm cảnh sau mỗi vụ thu hoạch. Tuy nhiên thì với mỗi loại cây, tuổi cây thì nên có các cách tỉa cành tạo tán phù hợp. Những cây mang trái tận cùng cành như là nhãn, xoài hay là chôm chôm thì cần phải cắt ngắn cuống sau chùm quả mới thu hoạch, đồng thời tiến hành sửa tán. Còn với những cây ra quả nếch lá như là cam, bưởi hay là quýt thì cần cắt hết cành nhỏ, cành bị che khuất, sâu bệnh, đồng thời thì cắt những cành vươn quá ra ngoài tán để kích thích ra chồi mới. Với những cây có quả thân như là dâu da, bon bon hay là mít hay là sầu riêng thì chỉ cần cắt sửa một ít cành trong tán, một ít cành ngoài tán. Ngoài ra thì việc tỉa cành tạo tán còn tùy thuộc vào tuổi cây. Về dinh dưỡng cho cây sau thu hoạch, chúng ta cần nhanh chóng giúp cây phục hồi bằng cách bón phân sau khi tỉa cành tạo tán và sau khi thu hoạch thì phải bón phân hữu cơ kết hợp với lân. Để việc bón phân có hiệu quả tốt nhất nên bón rộng cả ra vườn. Trước lúc bón thì cần cuốc lật đất lên. Về liều lượng thì nếu dùng phân chuồng đã ủ hoai mục bón từ 10 cho đến 12 tấn một hecta, phân hữu cơ công nghiệp thì nên dùng khoảng 2 tấn một hecta, lân super thì dùng khoảng từ 1 tấn một hecta, vôi thì từ 0,5 cho đến 1 tấn một hecta. Về bảo vệ thực vật, vệ sinh vườn sạch sẽ, thu gom các tàn dư thực vật và nông sản ra khỏi vườn và chôn vào hố để sau này có thể sử dụng bón lại cho vườn cây, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn. Trở lại với thông tin về thời tiết trong đêm nay và ngày mai tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, tại đây trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, với gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.